không gian phòng khách với bàn uống nước là bốn chiếc đĩa vẽ. Từ gốm Bát Tràng, thổi sáo, kéo đàn, nhỉ. Được vẽ trên chất liệu gốm mộc của Bát Tràng. Các bạn đang xem chiếc ấm trà trong bộ ấm trà Bình An. Đây là một tác phẩm của sườn gốm nghệ nhân Phạm Thế Anh, ra cách đây năm 2000, cuối năm 2020, đầu năm 2021. Và đây cũng chính là hành trình đi tìm vẻ đẹp tinh khôi nơi kinh đô gốm sứ nước Việt. Đây là chiếc chén tống sen. Chất liệu gốm mộc bên trong tráng men. Chén nhỏ dung tích 30 ml, đĩa kê, họa tiết, hoa sen. Một chiếc lư đốt trầm, men hoàng thổ, chú làm. Thì mình đốt đàn hương. Đây là một chiếc hũ đựng chè. Chiếc hũ đựng chè này có màu xanh ngọc ở trên thân của hũ, khắc chuồn chuồn, tay cầm cũng chuồn chuồn. Phần nắp bên trong chú này được đựng được khoảng tầm 2 lạng chè. Đây là chiếc đĩa kê ấm. Các bạn có biết đây là họa tiết gì không? Họa tiết của lá sâm ngọc linh, men ngọc, có vết sạn. Cũng là một tác phẩm của chú làm để trang trí trên tường và có thể kê ấm chén trà như thế này. Tháng 8, mùa thu.
sen. Những bông sen vẫn còn nở rộ. Và các bạn cũng đang ngắm một chiếc bình men ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo cũng là một dòng men độc đáo của làng gốm Bát Tràng. Men ngọc nhạt, ngọc lục bảo. Và đây là dòng ngọc lục bảo, bên trong sẽ có độ dạ. Chúc bạn một buổi sáng an lành.